Nếu gan mắc bệnh, hai vị trí này sẽ phát ra cảnh báo đau. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, ít người biết rằng gan được gọi là cơ quan câm vì không gây cảm giác đau tại chỗ khi có vấn đề giống như các bộ phận khác. Cũng vì vậy mà khó phát hiện gan mắc bệnh ở giai đoạn đầu. Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể người với nhiều vai trò quan trọng để duy trì sức khỏe con người. Nó đảm nhiệm cùng lúc cả chức năng nội tiết và ngoại tiết như chức năng chống độc, giải độc, chuyển hóa, dự trữ, máu, glucid, vitamin và tạo mật. Tuy nhiên, cơ quan này lại rất dễ tổn thương và đáng lo nhất là tổn thương, hình thành bệnh tật trong âm thầm. Có hai lý do khiến gan được coi là cơ quan câm. Đầu tiên là vì gan không gây cảm giác đau tại chỗ khi có vấn đề giống như các bộ phận khác. Bởi vì ở gan không có dây thần kinh cảm nhận đau, mà chỉ có một lớp nang giống như dây thần kinh, nên gan không có cảm giác đau rõ ràng, nhất là ở giai đoạn đầu bị tổn thương hay mắc bệnh. Thứ hai, gan hình thành bệnh tật trong im lặng bởi nó có khả năng tái tạo và dự trữ mạnh mẽ. Chỉ cần 1/3 tế bào gan hoạt động bình thường thì sẽ rất khó phát hiện bất thường rõ ràng hay ảnh hưởng trực tiếp từ lá gan. Đến khi bệnh nặng, tổn thương quá lớn mới bùng phát những triệu chứng rõ ràng, cục bộ và tiến triển rất nhanh, dẫn tới khó kiểm soát. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể sớm phát hiện ra sự suy yếu, bệnh tật của gan nhờ việc thăm khám kịp thời khi thấy các dấu hiệu bất thường từ các bộ phận khác, bao gồm cả cơn đau. Vì vậy, các bác sĩ nhắc nhở tất cả chúng ta nên cẩn trọng với cảm giác đau rất có thể là cảnh báo tình trạng gan ở hai vị trí sau đây. 1. Đau vai phải. Rất nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng bệnh gan không gây ra cơn đau gan tại chỗ nhưng lại được phát hiện nhờ triệu chứng đau vai. Ngoài ra, cơn đau vai bất thường còn có thể là dấu hiệu cảnh báo của rất nhiều bệnh tật khác không liên quan tới xương cơ khớp đơn thuần như ung thư phổi, bệnh tim mạch. Giữa gan và vai có các dây thần kinh kết nối nên một số bệnh về gan, nhất là khối u ác tính có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh này, gây ra cơn đau vai. Đặc điểm của cơn đau vai do bệnh gan thường không đều và có thể kèm theo cứng khớp và sưng tấy. Cơn đau cũng rõ ràng hơn khi bạn vận động gắng sức, uống nhiều bia rượu do lúc này gan đã tổn thương phải làm việc quá sức. Cơn đau vai kiểu này cũng thường chỉ ở một bên vai phải, đau âm ỉ và không thuyên giảm khi bạn cố tác động bằng biện pháp tác động tới cơ và xương, xoa bóp, dùng dầu cao dán nóng. 2. Đau ở hạ sườn bên phải. Lý do là gan nằm ở hạ sườn phải nên bệnh gan có thể gây đau ở vùng này, mặc dù chúng không quá rõ ràng nhưng cũng là dấu hiệu quan trọng cảnh báo sớm các bệnh về gan. Như đã nói, gan không có dây thần kinh cảm nhận đau nên sẽ không gây ra cơn đau tại chỗ ở giai đoạn đầu và thậm chí là giai đoạn giữa của nhiều bệnh về gan. Chỉ cảm thấy đau ở vùng gan khi đã có sự thay đổi kích thước gan, do các mô xung quanh và màng ngoài của gan đã có sự tăng kích thước bất thường, giống như sự sưng phù. Đặc điểm nhận biết là cơn đau xảy ra ở vùng hạ sườn phải, nhưng người bệnh có cảm giác không định vị chính xác được điểm đau mà chỉ thấy đau theo vùng. Cơn đau thường không đều và có thể trầm trọng hơn khi gắng sức, thay đổi tâm trạng hoặc uống rượu. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đau ở vùng này, đặc biệt là kèm theo buồn nôn, nôn, chán ăn và các triệu chứng khác thì nên đi khám gan càng sớm càng tốt. Bên cạnh những cơn đau, còn có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan, bệnh gan rải rác trên cơ thể khác. Trong đó, có nhiều dấu hiệu dễ bị xem nhẹ hoặc nhầm lẫn. Cần chú trọng nhất là vàng da, vàng mắt, da mặt thâm đen, ngứa ngáy hoặc nổi mề đay trên da, nhất là ban đỏ lòng bàn tay, nốt ruồi nhện, mệt mỏi và chán ăn, nôn mửa, sụt cân bất thường, hơi thở hôi khác lạ, nước tiểu sẫm màu. Còn khi nói về cách để bảo vệ gan, phòng ngừa bệnh gan thì ông nhấn mạnh việc thay đổi lối sống. Cụ thể là duy trì lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục vừa phải và ngủ đủ giấc. Tránh lạm dụng rượu và ma túy vì những yếu tố này có thể gây tổn thương gan. Cần tiến hành khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh gan do đây là cơ quan câm.
Đặc biệt, nếu bạn có tiền sử gia đình hoặc có vấn đề sức khỏe lâu năm, hãy trao đổi với bác sĩ để được tư vấn thêm về cách bảo vệ gan. Thưa quý vị, có hai khoảng thời gian quan trọng nhất trong ngày cần hết sức chú ý đến dấu hiệu của cơ thể, đó là buổi sáng thức dậy và ban đêm khi ngủ. Sáng ngủ dậy là thời điểm rất dễ gặp tai nạn. Sau một đêm dài, máu lưu thông chậm lại nên độ nhớt của máu vào buổi sáng tương đối cao. Sau khi thức dậy, dây thần kinh giao cảm sẽ bị kích thích, huyết áp tăng lên, nhịp tim cũng tăng. Lúc này rất dễ xảy ra các tai biến về tim mạch, mạch máu não. Rủi ro sức khỏe cũng dễ xảy ra khi ngủ vào ban đêm. Lượng máu về tim tăng lên trong khi ngủ làm tăng tải cho tim. Khi ngủ, máu lưu thông chậm lại và độ nhớt của máu cũng rất cao nên nhiều người gặp nguy hiểm, nhất là liên quan đến tim. Đến một độ tuổi nhất định, đặc biệt là sau 45 tuổi, dù thức dậy vào buổi sáng hay đi ngủ ban đêm, bạn cũng nên chú ý quan sát những biểu hiện bất thường của cơ thể. Phần tiếp theo của video hôm nay, quý vị cùng theo dõi ngay nội dung sau. Nếu không có 5 triệu chứng này khi đi ngủ vào ban đêm thì xin chúc mừng, cơ thể bạn thực sự khỏe mạnh. Đầu tiên, khi ngủ vào ban đêm, hãy chú ý xem có đau hay tức ngực không. Có rất nhiều loại bệnh mạch vành, trong đó phổ biến nhất là đau thắt ngực. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạch vành rất dễ bị đau thắt ngực vào ban đêm. Tình trạng này rất nguy hiểm. Khi lên cơn đau thắt ngực, người bệnh sẽ cảm thấy đau tức ở phần giữa, dưới xương ức hoặc vùng trước tim. Lúc này không thể bỏ qua, nếu không điều trị kịp thời, các cơn đau thắt ngực biến thể có thể dễ dàng chuyển thành hội chứng mạch vành cấp tính. Thứ hai, khi ngủ vào ban đêm, hãy chú ý quan sát xem có bị chuột rút, tê hoặc đau ở chân hay không. Nhiều người hay bị chuột rút, tê hoặc đau nhức chân về đêm. Họ nghĩ đơn giản là thiếu canxi nên mua rất nhiều viên canxi về để bổ sung. Thế nhưng, các triệu chứng dường như không thuyên giảm. Thực tế, nếu bạn bị chuột rút, tê hoặc đau ở chân một cách bất thường thì nên cảnh giác với các bệnh về mạch máu. Nếu mạch máu bị thu hẹp, lưu lượng máu giảm, lượng máu và oxy cung cấp cũng giảm. Lúc này các cơ và dây thần kinh tương ứng sẽ hoạt động bất thường nên người bệnh thường có cảm giác chuột rút, tê hoặc đau ở chân một cách bất thường. Thứ ba, khi đi ngủ vào ban đêm, hãy chú ý xem bạn có hay thức dậy giữa đêm không. Nhiều người có chất lượng giấc ngủ kém vào ban đêm, đặc biệt là hay đột ngột thức dậy lúc nửa đêm khi đang ngủ, và sau đó thì rất khó có thể ngủ trở lại. Nửa đêm thức dậy sớm nghĩa là giấc ngủ của bạn không bình thường. Nó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nào đó trong cơ thể, ví dụ như dạ dày, rối loạn ngưng thở khi ngủ, trầm cảm hay do hội chứng tiền mãn kinh. Dù nguyên nhân là gì thì bạn cũng phải hết sức coi trọng và nên đến bệnh viện để kiểm tra nguyên nhân kịp thời. Thứ tư, khi ngủ vào ban đêm, hãy chú ý xem bạn có bị chóng mặt hay đau đầu không. Các bệnh về tim mạch cũng thường xảy ra vào ban đêm và bệnh về mạch máu não cũng dễ xảy ra. Bệnh về mạch máu não có hai loại thường gặp nhất là nhồi máu não và xuất huyết não. Khi chúng xảy ra, người bệnh sẽ cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng đó là cảm lạnh hoặc cho rằng là do nghỉ ngơi không tốt. Kết quả là nếu trì hoãn điều trị có thể dẫn đến tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Thứ năm, khi ngủ vào ban đêm, hãy chú ý quan sát xem tay, chân có cử động gì bất thường hay không. Khi ngủ, hãy để ý cử động của tay, chân. Nếu phát hiện tay, chân có cử động bất thường thì nên đến bệnh viện kịp thời. Tai biến mạch máu não xảy ra rất dễ gây ra tình trạng suy giảm khả năng vận động của tay, chân. Nhiều người sẽ nói thưa bác sĩ, tôi đang ngủ mà bác sĩ vẫn yêu cầu tôi quan sát, tôi có thể quan sát được không? Thực tế, nếu những căn bệnh nêu trên ập đến, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc nghỉ ngơi của người bệnh, thậm chí khiến bạn phải thức dậy trong đau đớn. Vì vậy, nếu làm cách nào để quan sát được tay chân của mình trong khi ngủ mà phòng được bệnh thì vẫn đáng để làm. 1/3 cuộc đời của con người là dành cho việc ngủ. Giấc ngủ ngon là điều quan trọng để duy trì sức khỏe,
nhưng khi giấc ngủ bị ảnh hưởng thì chúng ta cũng nên chú ý đến nó. Nhiều người cảm thấy không khỏe khi đi ngủ, họ sẽ nghĩ hãy chịu đựng thêm một chút, trời sắp sáng rồi. Chính suy nghĩ sai lầm này thường dẫn đến những bi kịch không thể cứu vãn. Vì vậy, bất kể khi nào bạn cảm thấy khó chịu, hãy đến bệnh viện để được thăm khám và kiểm tra sức khỏe. Cục máu đông hay còn gọi là huyết khối gây thiếu máu cục bộ tại các cơ quan, đe dọa đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của nhiều người. Sự hình thành cục máu đông là một phần trong quá trình cầm máu và làm lành vết thương, thường tan ra và biến mất sau khi vết thương lành. Trên thực tế tồn tại nhiều cục máu đông bất thường bên trong các mạch máu, chúng lớn dần và gây tắc nghẽn các mạch máu. Các cục máu đông này còn có tên gọi khác là huyết khối, cản trở sự lưu thông máu đến các cơ quan và gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Cục máu đông gây thiếu máu cục bộ tại các cơ quan. Cục máu đông tồn tại trên mạch máu gây thiếu máu cục bộ, triệu chứng và mức độ nguy hiểm tùy thuộc vào cơ quan bị ảnh hưởng. Thiếu máu cục bộ tại não, người bệnh có các triệu chứng như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, giảm trí nhớ. Nặng hơn, người bệnh có thể gặp cơn thiếu máu não thoáng qua với các biểu hiện đột ngột nhìn mờ, méo miệng, nói khó, tê yếu tại chân tay hoặc một bên cơ thể. Các biểu hiện này thường tự biến mất sau vài giây, nhưng đôi khi cũng là dấu hiệu cảnh báo của đột quỵ não do thiếu máu cục bộ. Đây là mức độ nguy hiểm nhất của thiếu máu não, đe dọa tính mạng của người bệnh. Trong trường hợp vượt qua cơn tai biến mạch máu não, người bệnh vẫn có nguy cơ cao phải đối mặt với nhiều di chứng nặng nề, khiến chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng. Các di chứng thường là mất khả năng vận động, liệt chân tay, liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, khó diễn đạt, sa sút trí tuệ, giảm nhận thức, phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác. Thiếu máu cục bộ tại tim, phổi, người bệnh có nguy cơ cao nhồi máu cơ tim, đột tử cơ tim, thuyên tắc phổi. Ngoài ra, cục máu đông cũng có thể khiến cho chân tay, ruột, vùng bụng không được cung cấp đủ máu và có nguy cơ bị hoại tử. Vậy những ai có nguy cơ hình thành cục máu đông? Cục máu đông tại lòng mạch thường bắt nguồn từ các mảng xơ giữa. Khi thành mạch có các mảng xơ giữa bong ra, các yếu tố đông máu được kích hoạt và hình thành cục máu đông. Những người có nguy cơ cao hình thành cục máu đông trong cơ thể là người xơ giữa động mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, béo phì, tiểu đường. Người mắc các bệnh lý này thường có nguy cơ cao xuất hiện các mảng xơ giữa trong lòng mạch, do đó dễ hình thành huyết khối. Người thường xuyên hút thuốc lá làm tăng nhanh quá trình xơ cứng và thu hẹp mạch máu, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Người cao tuổi, đây là đối tượng dễ mắc các bệnh lý về tim mạch, nguy cơ cục máu đông cũng tăng cao. Người hạn chế vận động, người bệnh bị liệt không có khả năng vận động hoặc người lười vận động cũng có nguy cơ cao hình thành cục máu đông. Người từng mắc COVID-19, nhiều nghiên cứu cho thấy quá trình mắc COVID vừa gây nhiều tổn thương trong hệ thống mạch máu, vừa ảnh hưởng đến chức năng tiểu cầu khiến chúng kết tụ nhanh hơn, do đó việc hình thành cục máu đông xảy ra mạnh mẽ hơn, ngay cả khi người bệnh đã khỏi COVID-19. Đông máu là một chức năng bình thường giúp cơ thể không bị mất máu quá nhiều khi bị chấn thương hoặc khi có vết thương. Tuy nhiên, khi những cục máu đông hình thành có thể gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng cho sức khỏe. Thông thường, các cục máu đông sẽ có tác dụng cầm máu khi cơ thể bị thương hoặc có những vết cắt. Hầu như cơ thể sẽ phá vỡ các cục máu đông sau khi vết thương của cơ thể đã lành lại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, cơ thể không thể giải quyết được những cục máu đông này. Trong những lần tiếp theo, chúng sẽ hình thành bên trong mạch máu mà không rõ nguyên nhân. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như nhồi máu não, đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc tắc tĩnh mạch. Không có biện pháp tự nhiên nào được chứng minh có thể làm tan cục máu đông. Tuy nhiên, một số thay đổi về lối sống và điều chỉnh chế độ ăn uống thực hiện tại nhà có thể giúp giảm nguy cơ đông máu và cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể. Sau đây là 6 biện pháp giúp ngăn ngừa cục máu đông, mời quý vị theo dõi. 1.
tập thể dục mỗi ngày để máu lưu thông, ngăn ngừa cục máu đông. Tập thể dục thường xuyên giúp ngăn ngừa gây ra cục máu đông. Nên tập thể dục 30 phút ngày, ít nhất 5 ngày trong tuần, tổng cộng 150 phút mỗi tuần. Tốt nhất là các bài tập aerobic giúp tim bơm máu nhanh hơn như đi bộ, đạp xe, bơi lội. Bên cạnh đó, hãy đứng dậy và đi bộ sau mỗi 30 đến 60 phút để kích thích lưu lượng máu nếu bạn phải ngồi lâu do công việc, đòi hỏi hay đang trong một chuyến đi dài do việc ngồi lâu có thể gây nguy cơ bị đông máu cao hơn. 2. Sử dụng các gia vị chống viêm. Gừng, gừng chứa hợp chất gingerol giúp ngăn ngừa tiểu cầu dính lại với nhau và hình thành cục máu đông. Gừng cũng chứa chất làm loãng máu và chống viêm tự nhiên, có thể giúp làm tan cục máu đông. Gừng có thể được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như trà gừng, nước gừng. Nghệ là một loại gia vị thường được sử dụng trong ẩm thực và cũng là thảo dược có đặc tính chống viêm tự nhiên và làm loãng máu do chứa hợp chất curcumin. Curcumin được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa kết dính tiểu cầu và hình thành cục máu đông. Bạn có thể thêm nghệ vào các món ăn như cà ri và súp hoặc thêm vào nước nóng để pha trà. Bạn cũng có thể uống nghệ bằng cách thêm nó vào ly sữa ấm và uống ngay. Tỏi, tỏi được biết đến như một loại thực phẩm chống đông máu hiệu quả. Tỏi giúp làm loãng máu và giảm sự hình thành cục máu đông trong động mạch. Nó còn giúp ngăn ngừa xơ giữa động mạch. Một trong những cách dùng tỏi là làm gia vị chế biến món ăn. 3. Co duỗi bàn chân và cẳng chân. Nếu không thể đứng dậy, chẳng hạn như khi đang trên máy bay, bạn vẫn có thể thực hiện một số bước để kích thích lưu thông máu như thử ngọ nguậy các ngón chân, xoay cổ chân, di chuyển chân lên xuống nhiều nhất có thể. Nếu bạn có đủ chỗ, hãy thử kéo chân lên ngang ngực giúp kéo dài toàn bộ phần dưới cơ thể, giúp máu lưu thông tốt hơn. Ngoài ra, thay đổi tư thế ngồi thường xuyên như chuyển áp lực từ bên này sang bên kia cơ thể, dựa vào tay vịn, nhấc một chân cũng có tác dụng ngăn máu tụ. 4. Nâng cao chân hơn tim. Nâng cao chân giúp lưu thông máu tốt hơn và ngăn máu tụ lại ở chân. Nếu bạn đang ngồi trên ghế dài, hãy thử ngã lưng và gác chân lên tay vịn hoặc gối. Bạn cũng có thể nâng cao phần cuối giường để giữ chân cao trong khi ngủ. Tuy nhiên, không nên đặt một chiếc gối dưới đầu gối vì điều này có thể hạn chế lưu thông máu xuống chân. 5. Tránh ngồi bắt chéo chân. Bắt chéo chân sẽ cắt đứt sự lưu thông ở phần dưới cơ thể và khiến bạn có nguy cơ bị cục máu đông ở chân cao hơn. Chỉ ngồi bắt chéo chân trong vài phút mỗi lần, sau đó bỏ chân ra để duy trì lưu thông máu. Sau khi thả lỏng chân, hãy thử ngọ nguậy bàn chân một chút để kích thích lưu thông máu trở lại. 6. Mang tất nén. Tất nén được thiết kế để tạo áp lực lên chân và áp lực này có thể giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Những chiếc tất này cũng có thể giúp giảm nguy cơ biến chứng ở những người đã có cục máu đông. Bên cạnh đó, bạn nên uống đủ nước mỗi ngày, thực hiện chế độ ăn hạn chế muối và tránh chấn thương để giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Cảnh giác 5 loại trà thảo dược có thể tương tác với thuốc điều trị. Thưa quý vị, nhiều người tin rằng trà thảo dược tự nhiên luôn an toàn khi sử dụng mà không chú ý đến tác dụng phụ tiêu cực đối với một số tình trạng sức khỏe đặc biệt như mang thai hoặc khả năng tương tác của trà với thuốc trị bệnh. Một chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ cho biết, mặc dù hầu hết các loại trà thảo dược thường được coi là an toàn với số lượng vừa phải, nhưng những người có tình trạng sức khỏe nhất định nên hạn chế hoặc tránh một số loại trà thảo dược. Ví dụ, nếu bạn bị đái tháo đường đang dùng thuốc làm loãng máu để ngăn ngừa đột quỵ hoặc đang dùng thuốc chống trầm cảm, thì việc uống một số loại trà thảo mộc có thể tương tác với thuốc. Đặc biệt, các loại thuốc có cửa sổ điều trị hẹp, nghĩa là những thay đổi nhỏ về nồng độ thuốc trong máu có thể gây ra tác dụng phụ, có nhiều khả năng tương tác với trà thảo dược hơn. Do đó, khuyên bạn nên uống thuốc cách thời gian uống trà từ 2 đến 3 giờ nếu bạn lo lắng về các tương tác có thể xảy ra. Tốt hơn nữa, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu không chắc chắn về các tương tác thuốc thảo dược cụ thể có thể xảy ra.
Các loại trà thảo mộc sau đây có thể tương tác với thuốc. 1. Trà hoa cúc. Trà hoa cúc thường được sử dụng để giúp ngủ ngon nhờ tác dụng an thần nhẹ. Bên cạnh đó, hoa cúc cũng có thể giúp giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh đái tháo đường. Theo một nghiên cứu nhỏ vào năm 2016, việc uống trà hoa cúc trong thời gian ngắn có lợi trong việc kiểm soát đường huyết ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2. Tuy nhiên, nếu uống nhiều có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu dẫn đến hạ đường huyết. Do đó, nếu bạn mắc bệnh đái tháo đường, khi uống trà hoa cúc cần theo dõi chặt chẽ lượng đường trong máu để điều chỉnh liều lượng cho phù hợp. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc ghi nhật ký sử dụng trà để tự tìm ra lượng trà hoa cúc tốt cho sức khỏe của mình. 2. Trà xanh. Trà xanh đã được chứng minh là có tương tác với một số loại thuốc dùng để điều trị bệnh tim, vì vậy tốt nhất nên hạn chế uống trà xanh nếu bạn đang dùng những loại thuốc này. Ví dụ, thuốc kê đơn Lisinopro được dùng điều trị tăng huyết áp và suy tim. Những người dùng các thuốc này nên hạn chế uống trà xanh và chiết xuất trà xanh vì chúng có thể làm giảm hiệu quả của thuốc. Bên cạnh đó, trong lá trà xanh, khô, chứa vitamin K, có thể làm tăng quá trình đông máu. Một lượng lớn vitamin K có thể cản trở hoạt động của một số chất làm loãng máu như warfarin. 3. Trà bạch quả. Bạn nên tránh uống trà bạch quả và trà xanh nếu bạn đang sử dụng thuốc làm loãng máu, bao gồm warfarin, clopidogrel, aspirin và các thuốc chống đông máu khác. Nguyên nhân là do nó làm chậm quá trình đông máu và dùng nó cùng với các loại thuốc khác, chẳng hạn như ibuprofen, naproxen hoặc aspirin, có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Với những trường hợp bị động kinh hoặc những người dùng thuốc chống trầm cảm, tránh uống trà bạch quả. Dùng một lượng lớn bạch quả có thể gây co giật và làm giảm hiệu quả của thuốc chống co giật, có thể làm giảm hiệu quả của một số thuốc chống trầm cảm, chẳng hạn như Prozac, Sarafem và Tonfranil. 4. Trà nhân sâm và trà cam thảo. Chuyên gia dinh dưỡng Samuels cho biết, giống như bạch quả, nhân sâm và trà cam thảo có thể làm giảm hiệu quả của thuốc chống đông máu bao gồm cả warfarin. Do vậy, người bệnh nên tránh những loại trà này nếu bị cục máu đông và bị huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc các tình trạng sức khỏe khác được điều trị bằng thuốc chống đông máu. Nhân sâm cũng có thể làm giảm hiệu quả của một số thuốc hóa trị liệu và thuốc điều trị HIV, thuốc chẹn kênh canxi, một số loại thuốc statin và một số loại thuốc chống trầm cảm. 5. Trà ban Âu. Trà ban Âu tương tác với nhiều loại thuốc, bao gồm thuốc chống trầm cảm, thuốc tránh thai, cyclosporin, thuốc trị HIV và thuốc làm loãng máu. Theo Trung tâm Quốc gia về sức khỏe, cây ban Âu có thể hỗ trợ điều trị trầm cảm nên khi kết hợp trà ban Âu với thuốc chống trầm cảm có thể dẫn đến hội chứng serotonin gây nguy hiểm cho sức khỏe. Phần cuối của video hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một loại nước có thể thay thế cà phê giúp đầu óc tỉnh táo, hạ mỡ máu, kiểm soát đường huyết tốt, rất dễ tìm ở Việt Nam. Trà ô long là một loại đồ uống phổ biến ở một số nước như Việt Nam, Trung Quốc, Anh. Được tiến sĩ người Anh Tim Bond của Hội đồng Tư vấn về trà gọi là loại trà quý, khuyến nghị nên uống bởi vô số tác dụng đáng kinh ngạc. Trà ô long sản xuất thông qua một quá trình độc đáo như phơi lá chè cho héo dưới ánh mặt trời, để chúng trải qua quá trình oxy hóa mạnh mẽ trước khi sấy. Một tách trà ô long sẽ có chứa khoảng 38mg caffeine, trong khi đó một tách cà phê có chứa từ 50 đến 80mg caffeine. Vậy nên trà ô long có thể trở thành đồ uống thay thế cà phê giúp bạn tỉnh táo ở mức vừa đủ mà không gây say caffeine. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu đều khẳng định việc tiêu thụ 400mg caffeine hàng ngày là an toàn, vậy nên bạn có thể uống nhiều hơn một cốc trà ô long mỗi ngày khi cần tập trung và tiếp thêm năng lượng. Kiểm soát đường huyết, ngừa tiểu đường. Các chất chống oxy hóa polyphenol trong trà ô long có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu bình thường và giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Theo đó,
các nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện các nghiên cứu để chứng minh tác dụng của trà ô long đối với việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu khác vào năm 2003 cũng đã chứng minh rằng trà ô long có thể làm hạ đường huyết ở các bệnh nhân đã mắc bệnh tiểu đường loại 2. Những người uống trà thường xuyên, trong đó có trà ô long, sẽ có huyết áp ổn định, mức cholesterol thấp, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu khác trên 76.000 người trưởng thành ở Nhật Bản đã cho thấy rằng những người đàn ông uống khoảng 240ml trà ô long trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 61%. Nhiều nghiên cứu khác tại Trung Quốc cũng chứng minh rằng khi người trưởng thành uống 1 đến 2 tách trà ô long mỗi ngày sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Trà ô long cũng có chứa một lượng caffeine nhất định, nhưng lượng này chỉ bằng 1/3 hàm lượng caffeine được tìm thấy trong cà phê, nên nó sẽ không mang đến những tác động tiêu cực liên quan đến huyết áp. Hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa béo phì. Sự kết hợp giữa caffeine và polyphenol trong trà ô long có thể giúp tăng khả năng ức chế enzyme và tăng số lượng calo được đốt cháy mỗi ngày. Điều này có thể hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa béo phì. Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy trà ô long đã giúp tăng quá trình oxy hóa chất béo, giúp giảm mỡ cơ thể. Trước đây, tại Nhật Bản cũng đã có một nghiên cứu chỉ ra khả năng tăng cường quá trình đốt cháy calo ở người trưởng thành thường xuyên sử dụng trà ô long. Cải thiện chức năng não bộ. Theo nhiều nghiên cứu, hàm lượng caffeine, chất chống oxy hóa và thinai trong trà ô long rất có lợi đối với việc duy trì chức năng hoạt động của não, giảm tình trạng suy giảm trí nhớ cũng như có thể bảo vệ não chống lại sự lão hóa do tuổi tác. Trong đó, một nghiên cứu từ năm 2008 đã cho thấy rằng tiêu thụ càng nhiều trà ô long thì càng làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người. Nghiên cứu khác vào năm 2010 thì chỉ ra rằng việc thường xuyên uống trà ô long giúp cải thiện nhận thức, trí nhớ, chức năng điều hành và tốc độ xử lý thông tin ở người lớn tuổi Trung Quốc. Ngăn ngừa một số bệnh ung thư. Các nhà khoa học Trung Quốc tin rằng chất chống oxy hóa có trong trà ô long có thể ngăn ngừa đột biến tế bào dẫn đến ung thư. Polyphenol trong trà cũng có thể làm giảm tỷ lệ phân chia tế bào ung thư. Trong những năm qua, đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa uống trà ô long và giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư phổi, thực quản, tuyến tụy, gan và đại trực tràng. Tuy nhiên, vẫn còn cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng để khẳng định khả năng này của trà ô long. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ cung cấp thêm nhiều điều bổ ích cho quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.